Tại triển lãm Robot Universe ở thành phố New York, robot đang được đưa vào làm việc. Robot không có lương tâm, không có sự tự nhận thức, vì thế nó sẽ không bao giờ mang tính xã hội được. Tuy thiếu sót về mặt tính cách, nhưng nó bù lại về mặt năng suất, giải phóng nhân viên khỏi những công việc tẻ nhạt. Là một nhiệm vụ nhàm chán lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi không nghĩ đó là công việc mà bất cứ người nào nên làm, thậm chí chỉ trong một ngày. Và rất nhiều những công ty này, thậm chí họ còn thấy có tỷ lệ thay thế nhân công rất lớn. May mắn cho chúng ta, robot chuyên làm những nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Có một trong những robot này, nó mang lại ít lợi cho công ty, nó mang lại ít lợi cho nhân viên. Những robot tại Universal Robots có thể lập trình được, dễ di rời và an toàn. Ví dụ, robot biết được nếu một nhân viên vô tình trượt và ngã lên nó. Nếu nó cảm nhận lực tác động cao hơn một ngưỡng nhất định thì nó sẽ dừng lại. Bên gian triển lãm của Transcend Robotics, robot RD3 Vanguard có thể leo cầu thang và vượt qua địa hình gồ ghề thám hiểm hầm mỏ và tháo ngòi nổ bom chỉ là một vài cách mà nó có thể được sử dụng. Bạn có thể thực sự khảo sát một môi trường nguy hiểm trước khi đưa con người vào trong khu vực đó. Trong một đơn vị chiến thuật, robot đóng một vai trò trọng yếu. Cảnh sát, quân đội, xét cho cùng thì họ xem robot là đối tác của mình. Đó là một loại môi trường làm việc mang tính hợp tác. Robot cũng đang hỗ trợ người khuyết tật Will là xe lăn robot có thể đi theo tuyến đường đã được lập trình sẵn và công nghệ điều hướng không chỉ dùng cho xe lăn. Nó thực sự là tự động hóa cho tất cả mọi thứ. Bất kỳ xe nào trên bộ, bất kỳ máy bay nào trên không, trong ứng dụng công nghiệp, nó có hiệu năng cao hơn hẳn. Tôi có những xe nâng hàng trên sân và tôi muốn chúng di chuyển từ điểm A, đưa chúng lên một chiếc xe tải, và xe tải sau đó có thể đưa chúng đến những khách hàng khác. Khi nói tới công việc, đồng nghiệp tương lai của bạn có thể sẽ là robot.